Thưa quý vị, trở lại với chương trình tin tức buổi tối là các bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Người dân tiểu bang Ohio đi bỏ phiếu sớm. Các cử tri sinh sống tại tiểu bang Ohio vào ngày thứ Sáu 9 tháng 10 đã tham gia bầu cử sớm trước thềm cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra trong ngày 3 tháng 11 sắp tới. Một số chuyên gia ước tính số người đi bầu năm nay sẽ chạm đến mức kỷ lục và cuộc chạy đua hiện rất cam go giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Tính cho đến nay đã có hơn 6,6 triệu dân Hoa Kỳ đi bỏ phiếu sớm, cao hơn gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2016. Xu hướng này nếu như kéo dài thì sẽ có khoảng 150 triệu người đi bỏ phiếu trong tháng tới, tức là tượng trưng cho 65% cử tri hợp pháp trên toàn cõi quốc gia. Các sân khấu kịch Broadway tiếp tục đóng cửa tại thành phố New York. Thưa quý vị, các sân khấu nhà kịch Broadway tọa lạc tại thành phố New York theo dự trù sẽ tiếp tục đóng cửa ngừng hoạt động cho đến ngày 30 tháng 5 năm 2021 do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19. Ban đầu, lệnh đóng cửa được ước tính sẽ hết hiệu lực vào tháng 1. Tuy nhiên, đành phải trì hoãn vì ngày càng có nhiều người xét nghiệm dương tính với căn bệnh gây suy hô hấp này. Người đứng đầu Liên đoàn Lao động trong thời gian qua đã kêu gọi chính quyền liên bang phải duy trì quyền lợi bảo hiểm sức khỏe và tiền thất nghiệp cho các nhân viên trong ngành nhạc kịch, vì họ đã phải ở nhà kể từ tháng 3. Tất cả lịch trình biểu diễn của Broadway đều bị hủy bỏ, bao gồm cả vở nhạc kịch Frozen. Suốt gần 2 năm có mặt trên sân khấu, Frozen đã mang về hơn 150 triệu Mỹ Kim tiền doanh thu cho Broadway. Tổng thống Donald Trump hội đủ điều kiện để kết thúc giai đoạn cách ly. Bác sĩ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày thứ Bảy 10 tháng 10 cho biết nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc này đã hoàn toàn hội đủ điều kiện để quay về với công việc cũng như kết thúc giai đoạn cách ly sau khi được chẩn đoán lây nhiễm COVID-19. Phát biểu của bác sĩ Sean Conley đã được đưa ra ngay vào thời điểm Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị nối lại tiến trình vận động tranh cử. Vì một số bất đồng trong việc tổ chức, nên Tổng thống Donald Trump đã không đồng ý tham gia vào màn tranh luận thứ nhì vốn sẽ diễn ra theo hình thức virtual. Ước tính sẽ có 395.000 người thiệt mạng vì COVID-19 từ nay cho đến tháng 2 tại Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát do trường đại học University of Washington School of Medicine tiến hành cho thấy sẽ có hơn 395.000 người qua đời vì đại dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ từ nay cho đến đầu tháng 2. Điều này đồng nghĩa với việc trong vòng 4 tháng tới sẽ có thêm gần 200.000 người được ước tính sẽ tử vong. Tháng 1 đang được xem là đỉnh điểm của coronavirus với khoảng 2.300 người ước tính ngã bệnh vào mỗi ngày. Một trong những phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay chính là thói quen đeo khẩu trang. Lệnh phong tỏa được nới lỏng đồng thời được xem là nguyên nhân khiến cho số người nhiễm bệnh gia tăng. Tuần nào, mô hình khảo sát của trường Đại học Washington cũng đưa ra dự báo mới. Số liệu của họ có thể thay đổi tùy thuộc vào trách nhiệm phòng bệnh ở người dân và xu hướng của dịch bệnh hiện nay. Thuốc lá điện tử từng giúp cho hàng ngàn người ở Anh cai thuốc. Mặc dù những mối lo ngại về thuốc lá điện tử đang ngày một leo thang tại Hoa Kỳ, nhưng một cuộc nghiên cứu tiến hành mới đây lại cho thấy thuốc lá điện tử e-cigarettes đã giúp cho hàng ngàn người tại Anh Quốc quay lưng lại với thuốc lá truyền thống. Cuộc khảo sát đăng trên tạp chí y khoa Scientific Journal Addictions đồng thời cho thấy có đến 70.000 người sống tại Anh Quốc đã bỏ được thuốc lá truyền thống nhờ việc sử dụng thuốc e-cigarettes thay thế vào mỗi ngày. Khác với chính phủ Anh, Bộ Y tế Hoa Kỳ trong suốt thời gian qua đã nhiều lần ra thông cáo kêu gọi người dân ngừng hút thuốc lá điện tử vì nó không kém phần nguy hiểm so với thuốc lá thông thường. Những người có thu nhập thấp dễ bị muỗi cắn hơn. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy những cộng đồng dân cư có thu nhập thấp tại Hoa Kỳ được cho là có tỷ lệ bị muỗi cắn cao hơn nhiều so với những nơi có thu nhập cao. Người đứng đầu màn nghiên cứu này là chuyên gia đến từ Hiệp hội Bảo vệ Hệ sinh thái Institute of Ecosystem. Thêm vào đó, những loại muỗi dữ như là Tiger Mosquito lại thích tồn tại trong những môi trường nghèo khó hơn. Nguyên nhân được cho là vì hầu hết những người có thu nhập thấp đều có thân hình mập mạp hơn người thường, dẫn tới việc thu hút nhiều muỗi hơn. Ngoài ra, muỗi còn thích sống ở những nơi dơ bẩn như là bãi rác hoặc nhà cửa bị bỏ hoang. Điều quan trọng cần biết là muỗi có thể lây truyền dịch bệnh West Nile và sốt rét. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang xem muỗi là loại côn trùng nguy hiểm gây chết người.
Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại.